Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu một siêu phẩm đang hot nhất trên thị trường hiện nay, đó chính là chiếc đồng hồ Frank Mueller Vanguard V32 Color Orange. Thiết kế sang trọng, độc đáo, kích thước mặt đồng hồ 32mm vừa phải dễ dàng đeo trên cổ tay của các quý cô, mang đến cảm giác thoải mái và phong cách. Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này là được đính kim cương bao quanh mặt đồng hồ. Dây đeo bằng cao su kết hợp da cá sấu và vỏ được làm bằng thép không gỉ. Với chất lượng tuyệt vời và sự kết hợp giữa hiệu suất và thẩm mỹ, Frank Mueller Vanguard V32 màu cam là một sản phẩm xứng đáng có trong bộ sưu tập của các quý cô muốn nói lên sự xinh đẹp, thượng lưu của mình. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.